Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em lại gửi đến các bác bộ vàng Kenwood, dòng mini Kenwood nha. Mã model của nó là SG5 MD. Bộ này thì nó chơi chức năng của nó là CD MD. CD thì 3 khay đĩa nha. Em bỏ đĩa vào luôn. CD MD kết nối điện thoại máy tính qua cổng AUX 3.5. Đặc biệt nó có cổng quang in làm giải mã nhạc mạng chuẩn 24 bit luôn nha, DAC chuẩn 24 bit. Giải mã nhạc mạng từ Smart TV đời mới. Bộ này thì chỉnh được bát dép trên remote luôn. Công suất của cục vàng tiêu thụ điện là 55W. 55W. Dùng điện 100V. Còn cặp loa thì cặp loa bass 10 cm. Toàn bộ là màng carbon nha. Chép bass thì màng carbon hết, chép thì chép đơm màng carbon luôn. Bass thì màng lõm carbon luôn. Vâng, và sau đây em vào chức năng chính của bộ vàng. Em test trước đĩa MD nha. MD. Tí em test chức năng giải mã con này xuất âm thanh quang nha, xuống đây làm giải mã. Để anh xót xa đời, mái tóc em xanh. Để anh tiếc thương ai, em cất tiếng ca, lòng anh bỗng u hoài. Em đã cho ai tình tạm yêu. Dừng đi. Em qua ngây thơ, đời em xót xa nhiều, cho hết yêu thương. Tình yêu lỡ muôn phương, em có hay chăng rằng đây có một người yêu em âm thầm. Chưa nói yêu nhau mà nay đã chia tay, này em có thấu cho lòng tôi. Muốn nói yêu em mà sao trong giấc mơ mà thôi. Cho đến mai sau tình anh vẫn đồng đầy, mong ước bên em trọn kiếp mãi không thôi. Câu hát năm xưa còn đâu đó trong lòng, anh vẫn yêu em âm thầm. Vâng, em xin phép test nửa bài của đĩa MD. Em qua đĩa CD nha. CD bấm ngay đây nha các bác. Nó cứ chỉ vô cái phần nào vô phần đó thôi. Đĩa này nó chép đĩa chép đĩa chợ thì nó đọc tốt hơn các bác. Ba khay đĩa vô nó xào nó đổi đĩa hơi lâu, em nãy em không để ngay cái đĩa khay một chơi luôn. Rồi đây. Chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc.
chưa. Bên sông từng giọt nắng vàng. Tiếng kép nghe rất là mỏng luôn á. Chị Tiến. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đong đưa theo gió. Mình thương nhau mấy tuổi xuân rơi. Vâng, em xin test đĩa CD nửa bài thôi ha. Rồi, bây giờ em test chức năng AUX nha. AUX đây các bác. Em lấy cái máy Sony Walkman cắm jack 3.5 chơi luôn các bác. Chức năng cổng quang gin nha, quang gin làm giải mã nha, giải mã nhạc mạng. Bây giờ em chuyển nè, input nè, các bác bấm MD nha, và đây các bác bấm monitor bên này nha, nó chuyển qua digital AUX nha, digital AUX play nè. Nó báo digital, chắc em cắm dây nó hơi lỏng. Các bác đợi em tí. Vâng, em mới cắm dây lại xong. Em test nữa. Chắc ta đã được những gì. Trong cơn mơ ta còn không còn sầu. Người vội vàng nói yêu rời xa. Người đi đi. Bỏ ta ra đi không từ biệt. Tình còn đây tình chất ngất cơn sầu. Thà người đừng hứa rằng sẽ yêu suốt đời. Thà người đừng hứa suốt đời suốt đời yêu. Còn gì nữa đâu. Vâng, em test xong các chức năng. Nói chung bộ này hoạt động hoàn hảo tất cả luôn nha. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Chào các bác.